Xin chào các bạn, hiện nay trên bàn của mình là một chai nước hoa quá nổi tiếng của Hermès đó các bạn ha. Bản Tedet The Hermès Parfum Pure Perfume đó. Chai này thì có dung tích là 75ml các bạn đó. Mình sẽ chiếu vào các bạn coi một xíu ha. Dòng này thì là quá nổi tiếng, quá đẳng cấp của Hermès rồi các bạn. Thật sự chai này là một trong những chai nước hoa phải nói là cực kỳ thơm mùi gỗ. Bạn cái này là chuyên về mùi gỗ các bạn ha. Chai nước hoa này chúng ta chỉ cần xịt khoảng hai phát thôi, người ta đi ngang qua thôi là người ta cũng đã ngửi thấy cái mùi này rồi. Và mình đến với cái chai này, mình có một chai này cũng tình cờ là một lần mình ra sân bay, mình đi ngang qua một cái anh và có một mùi nước hoa của anh thơm quá, mình phải chạy theo, mình hỏi anh là xài nước hoa gì thì mình mới biết đó là nước hoa TL Hermès đó. Và từ đó là mình cũng có một chai của Hermès các bạn ha. Đây bên trong thì nó không có gì hết, phía sau này thì nó chỉ có một số thông tin của chai nước hoa này thôi các bạn ha. Bên này cũng vậy, phía trên cái hộp thì có chỉ có Hermès Paris đó, với cái màu cam đặc trưng của Hermès các bạn nhé. Đó rồi, phía đáy của cái hộp thì nó cũng là một số thông tin của chai nước hoa, thì nó bao gồm là Hermès Perfume các bạn ha. Đây là địa chỉ, chai này được làm ở Pháp. Đây là mã vạch, mã code của nó. Đây là cơ số, và đây có một cái số in chìm là số chai nước hoa của các bạn, nó nằm ở đây này. Có thể là video camera không bắt được nét, nhưng mà đó ở trên đây nó sẽ có một cái số code các bạn ha. Thì mình đọc đây nó là 00249 đó. Đây đó, khi mà các bạn mua nước hoa các bạn để ý ha. Thường thì cái mỗi chai nước hoa chính hãng phía dưới cái đáy hộp á, thì nó sẽ có in một cái số in chìm lên chai nước hoa đó. Chai nước hoa này mình khách đặt thì mình cũng không thể nào mà khui siêu được, thì mình chỉ giới thiệu sơ qua cho các bạn một xíu ha. Đây là một chai nước hoa đẳng cấp dành của Hermès, và đặc biệt cái chai này là các bạn, là các bạn càng vận động thì nó càng thơm. Nó độc quyền cho nó đó các bạn, rất là hay. Cái là mùi thơm quá đẳng cấp rồi các bạn, quá nổi tiếng rồi. Độ bám tỏa cực lâu. Chai này mặc dù là của nam nhưng mà có rất nhiều chị em phụ nữ rất thích dùng chai này cho các bạn. Đặc biệt là chị em nào mà thích cái tông gỗ là dùng chai này là số 1 luôn. Đó, chắc nó chỉ thua Lalabo 33 thôi nếu mà so với hương gỗ. Đó. Thì cái hình tập của chai bên trong này mình sẽ để bên trong để các bạn thấy. Hương thơm rất là rắn giỏi quyến rũ, đến từ gỗ và nguyên liệu quý hiếm. Một mùi hương đặc biệt thu hút và sang và rất là sang chảnh hơn hẳn Chanel các bạn. Chai này giá nó rẻ hơn Chanel. Giá của mình hiện tại bên mình chai này nó rơi vào tầm một khoảng là 2,2 triệu đến có hôm nó giảm xuống khoảng 2,1 triệu đó, thì rơi vào tầm 2,1 triệu 2,2 triệu đó. Mùi này theo mình nghĩ nó còn hơn cả cái mùi Chanel Blue nha các bạn, hơn hẳn luôn đó. Về độ bám tỏa, độ tỏa hương thì chai này là hơi là bị kinh khủng luôn các bạn ha, và nó rẻ hơn Blue từ 500 đến 700 các bạn đó. Mà Blue thì 100ml, còn là chỉ có 75ml thôi, nên tính ra chắc hai cái nó cũng xem giá với nhau chứ không có sự chênh lệch nhiều lắm đó về giá. Tại vì kia đắt hơn vì nó 100ml, con này nó rẻ hơn vì nó là 75ml thôi. Thì theo nhà sản xuất của Hermès thì hương đầu của nó là cam bưởi đó, hương giữa là hương tiêu cây thiên trúc, hương cuối là hoắc hương gỗ tuyết tùng, gỗ vetiver và nhựa cây. Thì nó có tông cam bưởi giá mát các bạn ha, nhưng đặc biệt là tông gỗ của nó là mình nghĩ là nó là rất là ok, rất là thơm đó. Nếu bạn nam nào thích tông đi mùi hương gỗ thì rất là cá tính các bạn. Thường các bạn cảm thấy là những ai mà thích hương gỗ thì mùi rất là cá tính, và là các hãng nước hoa mà làm theo tông gỗ thì rất là cá tính. Còn những cái tông mà trung tính thì người ta sẽ làm như tông mát, mùi nước biển, mùi biển thì nó đi theo tông mát. Thì mùi biển đó thì chúng ta đi làm đi chơi thì dễ dàng, nhưng còn cái riêng cái tông gỗ này các bạn, khi mà chúng ta đi làm mình khuyên thật, với lại cái dòng Hermès này cũng đã xài qua rồi, riêng cái dòng Hermès này khi mà các bạn đi làm thì các bạn chỉ nên xịt khoảng 1 đến 2 nhát thôi, tại vì xịt nhiều nó rất là nồng. Và khi chúng ta ở trong văn phòng mà quy mô nhỏ mà máy lạnh thì nó tỏa hương kinh khủng. Những ai mà dị ứng với nước hoa sợ người ta không chịu nổi đâu các bạn, mùi rất là thơm, rất là tỏa ha. Đó, và độ bám tỏa của nó thì còn thuộc loại khủng khiếp đó các bạn. Đó. Còn khi mà chúng ta đi chơi á,
thì chúng ta sẽ có 2 đến 3 nhát, rồi chúng ta đi bar, đi book hay là đi lên sàn hay đi hẹn hò thì mùa này cực kỳ quyến rũ các bạn. Chị em phụ nữ mà ngửi thấy mùa này là rất là thích nha, và rất nhiều chị em phụ nữ là xài mùa này luôn nha các bạn, thấy rất là thơm, rất là cá tính đó. Rồi mình xin kết thúc video tại đây. Các bạn muốn mua nước hoa, đồng hồ, mỹ phẩm chính hãng, vui lòng liên hệ với mình theo số điện thoại mình để phía trước video, và là subscribe kênh của mình để mình tiếp tục gửi đến các bạn những cái đồng hồ, nước hoa hoặc những cái sản phẩm bên mình đang bán, để các bạn có những cái nhìn đầu tiên về những sản phẩm mà mình chuẩn bị mua, sau đó để ra quyết định mua cho chính xác. Mình xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn. Xin chào tạm biệt.